Chào cả nhà thân yêu, rất vui được gặp lại cả nhà trong video hôm nay trên kênh của Trúc Phương nha. Cả nhà ơi, hôm nay Phương với mợ đi ra ngoài sông để mình thăm mấy cái bãi. Hiện tại bây giờ là nước đang nước ròng cả nhà. Cả nhà xem mấy loài nè, nước giật xuống hai mợ cháu đứng cặp mé mà nước có tới đây của Phương nè. Giờ mình sẽ đi dọc theo cái mé này, mình đi lặn mình thăm bãi. Cả nhà còn chúc may mắn cho Phương và mợ nha. Nay thì đi giấc này chắc chưa đó nhà, đi rồi mang về xíu nữa làm cơm ăn luôn, mỗi khi thì đi chiều. Có con gấu thì cứ thương cũng có lời. Kìa hang đâu có nước kìa, chừng nó trống á. Không, đó, hả? Xuống này nè, đó không phải đâu. Không có đây nè. Kìa có bọt rồi, nước miếng trong trống kìa. Còn kìa coi hang đó ơi, đó nó thiệt cái bộ. Đó chỗ con ngay vô Phương. Nè cả nhà cái hang nè. Hết đâu rồi, cái tao bảo nè. Mình kêu đây nó kêu kêu ẹt ẹt. Ủa đâu đằng nắng vậy? Đang con rồi, đang con nữa ta. Tao khúc ẩn. Quẹt 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 quẹt. Ê cả nhà ơi, có dấu chân ở đây luôn nè cả nhà. Cả nhà xem mà cả nhà. Vậy đi mở lưới vô chân. Tay mở to sao lưới vô được, mở mập hơn con mà. Mở tao mập có nhiêu đâu. Wow.
cái ấy ra nó đạp con, xong rồi cái con bắt nó, cái nó xuống hàng ở dưới nha cả nhà. Cả nhà, cả nhà xem nè. Wow, em mất. Ở giờ thùng luôn hả? Bây giờ bao cái cục nó lại. Biết cục ngay chuối này.
đầy đủ cá chưa? Cái gì hả? Ê, cái giày nữa, con cái giày nữa. Ủa, có lóc to luôn, cái nhà. Có ngon nữa, con cái lóc to lắm luôn á. Đâu ơi, thùng mình đâu vậy? Ghê lắm kìa. Nguyên một cái xà lan đắt nó đang tiến tới mình cả nhà. Ây da, ây da. Ủa, cây gì? Cây đâm. Đâm rồi. Yeah.
Nó nói kêu nè. Phun bơi không mà phun đụng dẹm chứ con hết nữa nè cả nhà. Đây nè. Sao được con biết cạn nè. Nhiều để xô bên con không nhả. Vậy mày làm gì mà để xô bên con không nhả? Trời chết chưa này mà tắm nó phát. Phương không phương nó me mình nè, hỏi nắm cái chân mình nè cái. Giờ chơi trò thình không? Chơi không? Chơi trò thình không? Nhanh lên nha nhòi. Nhanh lên đi vô mé bờ với trò thình. Chơi trò thình không? Tổ một cắt. Ghê quá. Trời đứng chơi cái đầu không? Ơi lên bờ với sen không? Để đi. Đi bé sen cả nhà ơi. Đi. Bộ sen chứ. Bé sen. Đi. Cả nhà ơi, hai bà cháu con đi ra ruộng mình hái mấy cái nhân sen quen nó mọc tới mấy lúa này nè. Thank you.
lên lên bụi cây ngồi. Ngon nó ngọt. Ừ. Còn già là nó béo. Đúng rồi, nó hơi khô á. Ừ. Đói quá cả nhà. Ăn đỡ đói. Mà lọc đi ha. Con trắng làm hai. Ăn nhị luôn hả? Ăn nhị luôn. Thêm ăn nhị thuốc á. Chị bệnh hả? Chị sim á. Chị gì? Chị bệnh tim á. Ừ. Ừ. Hay mệt á, ăn hết mệt. Hay lắm á. Nó gọi là, không gọi là nhị, nhưng mà trong Long Biên người ta gọi là tim sen. Chứ mà biết công dụng chính của nó là gì không? Gì? Chữa mắt ngủ. Ghê. Ừ. Chữa mắt ngủ hay lắm cả nhà. Vậy còn về mai về. Ừ. Về xuống trưa rồi. Không muốn đi về. Không muốn bên kia hàng quả của mình được mớ cá nữa đó nha. Chứ sen này nó tôi với nợ con về. Còn ép nữa chứ. Hai cả nhà xem đến đây cho Phương và Mở Phương xin một lượt like và hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ Tinh Thần Phương cũng như là kênh Phước Miền Tây Vlog nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào lần sau.